vị khán giả của kênh Trấn Thành Thao và mình là Sam. Ngày hôm nay thì Sam đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt của bộ phim Bố Già. Phải nói là không khí ở đây rất là nhộn nhịp và mọi người đang rất là nôn nóng để có thể vào trong xem. Hello, xin chào khán giả của kênh YouTube Trấn Thành Thao. Ngô Kiến Huy xin chào tất cả khán giả của Trấn Thành Thao. Và ngày hôm nay thì Huy rất là vinh dự khi là hình như là suất thứ hai Huy được theo dõi Bố Già. Vì mà mọi người thấy rần chiều đến giờ rất là nhiều những review rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mình là số thứ hai cũng rất là nóng lòng, hy vọng rằng sẽ được vào rạp sớm để mà thưởng thức một tác phẩm mà dự trù sương là doanh thu sẽ là 300 tỷ. Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Trấn Thành Thao, mình là Eric và Hà Trinh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi trên kênh YouTube Trấn Thành Thao. Xin chào khán giả của kênh Trấn Thành Thao và mình là Hiền Phạm. Thật ra là nói cảm xúc bây giờ là không có gì ngoài nôn nóng hết, bởi vì mình đã đợi bộ phim này rất lâu rồi. Từ khi xem trailer thì đã muốn xem ngay và dặn lòng hứa với lòng là mùng 1 Tết ào ra rạp liền. Nhưng mà vì một cái số lý do mà cũng không mong muốn, đó là bộ phim bị dời đến bây giờ. Nôn nóng hơn bao giờ hết, mình muốn được xem liền tại chỗ luôn. Bởi vì hồi sáng nay á, thì hồi trưa nay này là cũng có một số bạn bè của mình đã được xem trước rồi, thì là mình nghe nói là phim hay má hú luôn, cho nên là bây giờ mình đang muốn vào trong xem ngay lập tức. Tuần là suất thứ 3 hay sao á, suất thứ học đội suất thứ 4. Có nghĩa là bây giờ là chuẩn bị vô rạp mà sáng giờ thì rất là hồi hộp, bởi vì mình được mời suất này. Nhưng mà coi trên Facebook á, thì những cái new feed lướt xuống thì các anh em khen phim nhiều lắm. Không ngờ là phim hay như vậy, nên là đã chuẩn bị tinh thần phim hay rồi, không ngờ phim hay như vậy. Thì mình chỉ biết là giờ mình đợi vô coi, bởi vì trong đây rất là nhiều anh chị em mình yêu thích. Ngoài anh Trấn Thành ra thì có anh La Thành nè, rồi chị Lê Giang, rồi má Ngọc Giàu. Nhiều quá, mình chỉ hy vọng là bây giờ vô. Kỳ vọng thì như anh nói rồi đó, tại vì anh Thành là một trong những người anh mà Huy nghĩ rất kỹ tính trong việc làm. Nên vì thế là ảnh sẽ bảo đảm là phim này là nghe đâu là ảnh thức gần mấy tháng trời, thâu đêm suốt sáng để mà dựng bộ phim cùng với lại Bắc Đảng, nên như thế là chắc chắn đây sẽ bị thành công. Hôm nay thì Eric đang có mặt tại buổi ra mắt phim của anh Trấn Thành. Thì hôm nay Eric rất là vui và Eric đang rất là mong chờ để có thể được vào xem phim, bởi vì Eric đang được biết rằng là bộ phim này đang các anh chị báo chí đã review lại cho Eric là bộ phim rất là hay và đáng xem, rất là xịn sò, cho nên là Eric mong rằng là sẽ có thể được vào rạp thật là nhanh để có thể xem bộ phim này ngay. Hôm nay thì Trinh đã có dịp tham gia vào suất chiếu đặc biệt của anh Trấn Thành và các anh chị nhà báo vào lúc 2 giờ thì lúc mà bước ra là tầm khoảng 5 giờ. Không biết tại sao mà phim làm cho mình quên hết thời gian như vậy. Mình cảm thấy đây là một cái câu chuyện rất đáng tiền. Mình sẽ không so sánh là hay hơn hay spoil bất kỳ chi tiết nào, chỉ biết là khi chúng ta đã bước vào câu chuyện này thì rất là khó để có thể bước ra khỏi những cái dòng hỗn mang suy nghĩ của mình và những câu hỏi mà nhân vật chính là Tuấn Trần thủ vai đã đặt ra trong xuyên suốt bộ phim. Chúng ta sẽ thấy bản thân mình, gia đình mình, những người anh em của mình, cô dì chú bác của mình, những cái nỗi phẫn uất của mình, sự mâu thuẫn riêng trong mỗi gia đình đều ở trong từng khung hình, và sự diễn xuất chân thực của từng diễn viên sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác rằng là mình đang có mặt trực tiếp tại xóm của họ, ngay thềm nhà của họ, trải nghiệm những nỗi đau của họ và hạnh phúc cho những nụ cười của họ và sự viên mãn. Mình sẽ không nói bất kỳ điều gì về cái kết phim, chỉ biết rằng là một cái vé phim 70 đến 100 nghìn nó vẫn là chưa đủ cho tất cả những gì mà chúng ta sẽ được trải nghiệm, vì nó quá tuyệt vời và nó làm cho mình khóc được, cười được, là mình thở dài, là mình đau thắt, là mình tức giận. Có rất là nhiều điểm mình phải nhào ra khỏi ghế, mình phải tự đặt câu hỏi cho bản thân, rồi sau đó mình tự vấn mình trong trường hợp này sẽ làm như thế nào, tại sao nó quá giống mình như vậy, có ai đặt máy nghe lén ở trong phòng mình hay không, tại sao tất cả mọi hội thoại của mình với cha và mình với mẹ đều có thể hiện hữu trong từng khung hình như vậy. Anh Thành đã làm rất tốt trong vai trò không chỉ là diễn viên mà xa hơn đó là vai trò của một người đạo diễn, một người biên kịch, tham gia vào phần âm thanh hậu kỳ dựng phim, một người đầu tư. Thì hy vọng rằng là các bạn sẽ không chỉ là ủng hộ cho anh Thành mà còn đến để ủng hộ tinh thần cho tất cả những ai đã thực hiện, đã làm nên một câu chuyện vô cùng xúc động, vô cùng nhân văn và đầy ý nghĩa trong năm 2021 này. Chúc mừng Trấn Thành Thao và chúc mừng anh Thành nhé. Nói về cảm xúc của Hiêm sau khi xem phim Bố Già thì bất ngờ, và mặc dù là một diễn viên trong bộ phim nhưng mà Hiêm vẫn không biết tả như thế nào nữa, nhưng mà rất là bất ngờ về bộ phim này, về tình tiết, nội dung và tất cả mọi thứ luôn, làm tất cả những người xem khóc rất là nhiều, và ngay cả bản thân Hiêm cũng khóc 2 lần luôn. Và wow, các bạn hãy nhớ ra rạp để ủng hộ bộ phim này nhé. Phân đoạn mà Hiêm nhớ nhất đó là cái phân đoạn mà Hiêm rất là thích cái cảnh đó, và mọi người biết khi mà quay cái cảnh đó đó là Chế Nguyễn Quỳnh Châu nè, Hiêm nè đều bị trầy ở trên đây luôn. Nguyên một ngày luôn chỉ để cho một cảnh quay, và cảnh quay đó chỉ quay được đúng một lần thôi. Và mọi người biết là bơm nước vô chổng thì rất là nhiều nha. Và đó là cảnh quay mà Hiêm nhớ nhất. Bị thương chứ ngay đây nè, nhưng mà mình không có coi được nha. Ở đây ngay với ngay đây thì lúc đó hả, máu có chạy một tí xíu, nhưng mà cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng và muốn quay lại nữa. Các bạn ơi, hiện tại thì bộ phim Bố Già đang được cung chiếu tại tất cả các cụm rạp rồi. Các bạn hãy nhớ ra rạp ngay và luôn, mua vé liền tay để ủng hộ bộ phim Bố Già nha. Và một combo mà Sam có thể giới thiệu với các bạn đó chính là combo này. Nhiều đồ quá. Đây, vé và khăn giấy, một combo rất là hợp lý để có thể xem bộ phim Bố Già cho mọi người, bởi vì chúng ta không thiếu những tiếng cười và cả những giọt nước mắt nữa. Một bộ phim vô cùng ý nghĩa trong dịp này. Chắc chắn là hy vọng bộ phim mà đang mong đợi trước Tết tới giờ thì chỉ là mọi người sẽ đến xem bộ phim này để mà ủng hộ tất cả các anh em diễn viên rất là cực khổ trong thời gian vừa qua. Và mới hy vọng là khán giả dành ít thời gian để mình theo dõi bộ phim Bố Già, bởi vì đây là một trong những bơm tấn để mà mình tái kích hoạt lại các tác phẩm của điện ảnh Việt trong mùa, sau một cái mùa mà mình nghỉ ngơi hơi lâu. Nên mọi người hãy nhớ dành thời gian để xem Bố Già, để xem những cảm xúc từ vui, buồn và nghe đầu nước mắt rất là nhiều. Hy vọng mọi người sẽ dành thời gian theo dõi bộ phim này. Và Eric vừa mới xem xong bộ phim Bố Già của anh Trấn Thành xong, và cảm xúc bây giờ thực sự rất là phấn khích. Và Eric tin chắc rằng là ngày 12 tháng 3 này, khi mà bộ phim này ra mắt thì sẽ được đông đảo quý vị khán giả tới rạp và cũng như là xem và ủng hộ cho bộ phim Bố Già cũng như là của anh Trấn Thành. Và mong rằng là mọi người hãy đặt vé trước, bởi vì ngay từ ngày hôm nay thì đã mở bán vé rồi. Và bên cạnh đấy thì ngày 12 tháng 3 sẽ chính thức ra rạp, và mong rằng là bộ phim của anh Trấn Thành sẽ đại thắng phòng vé. Mọi người hãy cùng ủng hộ anh Trấn Thành nhá. Các bạn thân mến, hiện nay thì đây là suất chiếu đặc biệt vào ngày 4 tháng 3, nhưng mà chính thức từ ngày mai 18 giờ ngày 6 tháng 3, 7 tháng 3, 8 tháng 3 và cả ngày 5 tháng 3 nữa đều sẽ có những suất chiếu dành cho tất cả mọi người. Và đặc biệt ngày 12 tháng 3 này thì phim điện ảnh Bố Già, một bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và anh Trấn Thành sẽ được ra rạp trên toàn quốc. Và chắc chắn là phim Bố Già sẽ đại thắng thôi, cá gì tôi cũng cá hết, vì phim rất là hay. Cảm ơn các bạn đã dành tình yêu thương cho Trấn Thành Thao. Các bạn ơi, Hiêm biết á, là vừa rồi dịch bệnh cũng làm chúng ta buồn lắm. Và bây giờ thì khi rạp phim được mở lại rồi, các bạn đừng ngần ngại rủ gia đình, bạn bè, người yêu, nói chung là những người thân quen trong gia đình đến rạp và ủng hộ yêu thương bộ phim Bố Già nha. Quý vị ơi, Bố Già đã ra rạp rồi từ lúc 18 giờ ngày 5 tháng 3 là đã có suất chiếu rồi. Đặt vé liền online, tràn ra rạp coi Bố Già năm nay. Tôi đã nói với ba rồi, mỗi người một cuộc sống. Dẫu sao không ở cùng con lâu hơn. Nó mà nó còn đuổi mình là cái nghĩa địa gì.